Dạ rồi, hello, em xin chào tất cả mọi người ha. Chào tất cả mọi người đã trở lại với kênh Hàng Nhật Bãi của em nha. Đó, thì hôm nay em sẽ quay thanh lý cho anh em hai cây kéo nè anh em ha. Đó, hai cây này em bán giá 200 ngàn ha. Anh em là chỉ khoản đủ em bao ship luôn. Đó, cây cá nhôm anh em. Đó, lưỡi này lưỡi 150 ha. Cây này lưỡi hơi dài hơn tí nè. Cây cá nhôm, cây cán gỗ nè. Đó, cây cán gỗ này dài ha. Cán 1 gang, 2 gang ha. Đó, là cái này tầm 6 tấc ngoài anh em. 5 tấc ngoài 6 tấc gì nè đó, còn cây này thì hơi ngắn ha, chừng 40 cái gì. Đó, thì cái lưỡi thế này nè. Thì anh em mình mài lại ha, cái tình trạng lưỡi nè. Đó. Cây này nhôm ha. Tình trạng lưỡi ha, vậy anh em mình mướn thợ mài lại là xài rất ok. Rồi, con này thì lưỡi thì nó còn nó bị nhăm xíu anh em. Đó, anh em thấy ha, đó, lưỡi nhăm nè. Đó. Nè, lưỡi nó bị nhâm đó ha. Đó, nhâm bị cắn lỗ nhẹ xíu đó thôi anh em. Đó, rồi thanh lý cho anh em xài luôn ha. Rồi, thì anh em xài thì cứ liên hệ em qua số điện thoại. Em có ghi dưới phần tiêu đề nha anh em. Đó, thì mùa dịch anh em đó, kiếm cơm ha. Rồi, thanh lý 2 cây 200. Chuyển khoản bao ship luôn nha anh em. Nó rẻ ha. Đó, 2 cây 200 nha anh em. Rồi, em xin kết thúc clip nha mọi người. Nó kéo tỉa hàng gạo ha.